Tại sao mọi người lại không mua hàng của bạn? Bởi vì sao? Có thể là chúng ta đang không đặt câu hỏi một cách hiệu quả, hoặc chúng ta không lắng nghe khách hàng một cách hiệu quả. Hoặc đôi khi chúng ta có những cái trải nghiệm với những khách hàng cũ, sau đó chúng ta bắt đầu xét đoán và dự kiến trước các câu trả lời, hoặc là ngắt lời các đoạn hội thoại, ngắt lời các cái câu hỏi, câu nói của khách hàng, dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến khách hàng họ không hài lòng. Hoặc là bạn nghĩ rằng là mình đã biết các câu trả lời rồi, cho nên là mình không thèm hỏi nữa. Và đấy là lý do tại sao mình lại ngại hay là ngập ngừng khi mà đặt câu hỏi và lắng nghe với sự tập trung. Tuy nhiên, đôi lúc mình cũng không biết được cái nhu cầu thực sự của khách hàng, cho nên mình cũng không biết là hỏi cái gì. Mình cũng không biết những cái thông tin của khách hàng, nên cũng chẳng biết hỏi cái gì. Mình cũng không biết tính cách của khách hàng, cho nên mình lại càng không dám hỏi. Bởi vì sao ạ? Mình hỏi, mình sợ hố, hỏi sợ họ giận, hỏi sợ họ gì ạ? Họ chê, hỏi sợ họ gì ạ? Họ cáu. Cho nên là gì ạ? Là mình sợ, không dám hỏi. Đó. Thế thì một cái buổi bán hàng mà hiệu quả ấy, thì mình hỏi 25% và lắng nghe 75%. Đấy, như vậy là chúng ta còn thêm một kỹ năng nữa đây, kỹ năng lắng nghe cũng rất quan trọng đúng không ạ? Tuy nhiên thì kỹ năng lắng nghe thì chúng ta sẽ học vào một buổi khác được không anh chị em? Đấy, còn ngày hôm nay thì chúng ta tập trung học về kỹ năng đặt câu hỏi. Rồi. Như vậy là gì ạ? Để mà có cái câu hỏi một cách gọi là hiệu quả nhé. Để mà có một câu hỏi hiệu quả thì nó sẽ có mấy cái lưu ý như sau. Đầu tiên là các cái lưu ý khi mà chúng ta đặt các cái câu hỏi. Thứ nhất, đấy là câu hỏi của mình có rõ ràng và ngắn gọn hay không. Đấy, mình đừng hỏi khách hàng những câu hỏi mang tính chất trừu tượng, mang tính chất khó hiểu, hoặc là có những cái ngôn từ mang tính chất là chuyên môn. Ví dụ thế. Ví dụ có nhiều người hỏi là anh chị có biết cái polyphenol là cái gì không? Ví dụ thế. Thế là những cái từ chuyên môn, chuyên ngành ấy, thì mình đưa ra cái câu hỏi mà nó khó hiểu, khách hàng họ không không hiểu nó, họ ngại. Đấy. Cái thứ hai là câu hỏi mang tính chất là dài quá. Câu hỏi dài quá. Tức là trong câu hỏi đấy mình có nhiều ý quá. Đấy. Anh ví dụ anh chị có biết rằng anh chị có phải là người nhóm D mà lại thiên về nhóm Y mà lại có cái tính cách của nhóm S hay không? Kiểu kiểu vậy. Tức là mình có ba ý ở bên trong một câu hỏi thì cái câu hỏi đấy nó sẽ gây cho khách hàng nói chung là không hiểu gì cả. Đấy. Tiếp theo nữa, cái phần thứ hai, lưu ý thứ hai khi đặt câu hỏi đó là gì ạ? Câu hỏi có yêu cầu hay là có đòi hỏi khách hàng suy nghĩ tích cực trước khi khách hàng có thể định hình câu trả lời không? Đấy, tức là câu hỏi phải hướng khách hàng tới cái gì ạ? Tới cái sự tích cực, cái câu trả lời tích cực, chứ đừng hướng khách hàng tới cái câu trả lời tiêu cực, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là chúng ta tránh cái việc mà nói xấu sản phẩm cũng như là thương hiệu của đối thủ, nó là chỗ này. Bởi vì khi mà chúng ta hướng khách hàng tới cái sự tiêu cực ấy, thì khách hàng họ sẽ tiêu cực, họ bảo là mẹ cái thằng này cái suốt ngày đi nói xấu thằng khác thì làm sao ạ, thì họ cũng không thích. Đấy. Đôi khi chúng ta có thể chút nữa chúng ta sẽ học về cái việc mà chúng ta xoáy sâu vào cái nỗi đau của khách hàng. Tuy nhiên thì chúng ta không nên có những cái từ ngữ, những cái ngôn từ quá là tiêu cực thì nó cũng sẽ không tốt ở trong một cái cuộc bán hàng. Ok không ạ?
Cái lưu ý thứ ba nữa đó là câu hỏi có khiến khách hàng đánh giá những thông tin và những khái niệm mới hay không. Mà thế thì để mà khách hàng có sự ngạc nhiên, thú vị, tò mò thì chúng ta cần phải đưa cho khách hàng những cái thông tin mới hoặc những khái niệm mới, đúng không ạ? Đấy. Đặc biệt là những câu hỏi mà đối thủ của chúng ta họ không hỏi. Những câu hỏi mà đối thủ họ không hỏi mà chúng ta đặt ra câu hỏi thì như vậy là gì ạ? Là chúng ta có một cái sự khác biệt so với đối thủ. Đó. Ví dụ như là chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi về một cái khía cạnh nào mới đấy của sản phẩm. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ nói là anh chị có biết sản phẩm bên em có thể làm được điều này điều kia hay không? Ví dụ mình bán cái sản phẩm là thực phẩm chức năng đi. Đấy, thì ví dụ như là anh chị có biết là sản phẩm bên em không những là có thể giúp cho mọi người giữ sức khỏe một cách chủ động mà còn có thể hỗ trợ điều trị rất nhiều các loại bệnh khác nhau không? Ví dụ như là bệnh này, bệnh này, bệnh này, kiểu kiểu vậy. Đấy. Thì có thể là gì ạ? Là đối thủ chúng ta họ không có chia sẻ điều này. Đấy. Và họ cũng gì ạ? Không, trước giờ người ta không nghĩ rằng là những cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng thì có khả năng chữa bệnh. Nhưng mà thực tế là những rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng là có khả năng chữa bệnh. Đúng không anh em? Đó. Và việc của chúng ta đó là phải gì ạ? Phải khơi gợi cho khách hàng một cái khái niệm mới, đó là thực phẩm chức năng mà có khả năng chữa bệnh thì nó là một cái khái niệm mới, ví dụ thế. Rồi, tiếp theo đó là câu hỏi có khiến bạn biết hơn về đối thủ cạnh tranh của bạn bằng cách thăm dò những lĩnh vực mới không? Đó là gì ạ? Đôi khi á là trong khách hàng họ biết rất nhiều thông tin và họ biết rất nhiều đối thủ cạnh tranh, thậm chí họ biết đối thủ cạnh tranh còn rõ hơn chúng ta. Tức là gì ạ? Họ đi họ tham khảo rồi họ đi họ nghiên cứu những cái đối thủ khác. Đấy, cho nên đôi khi chúng ta phải mớm để cho họ họ chia sẻ với đối thủ. Ví dụ như là mình sẽ hỏi là anh chị có biết là cái công ty ABC họ họ kinh doanh như nào, họ bán hàng như nào, hoặc họ chia sẻ như nào, hoặc là sản phẩm họ có đặc điểm gì không? Đấy. Thế thì khách hàng họ bảo hôm trước anh cũng tham khảo ở bên hãng A, hãng B, hãng C thì nó bảo với anh như này, như này, như này. Đấy, thì lúc đấy thì bắt đầu mình biết hơn được rằng là khách hàng có cái thông tin về đối thủ như nào. Và đấy cũng chính là cái thông tin mà khách hàng mong muốn. Ít nhất là sản phẩm của chúng ta, sản phẩm và dịch vụ của chúng ta phải đáp ứng được tối thiểu nhất, đó là phải bằng đối thủ. Đúng không ạ? Hoặc ít nhất thì mình cũng gì ạ? Mình cũng biết được những cái điểm mạnh của đối thủ và sau đó chúng ta gì ạ? Bẻ gãy cái điểm mạnh của đối thủ bằng cái gì ạ? Bằng cái điểm mạnh của mình. Đó. Và sau đó chúng ta xoáy sâu vào cái điểm mạnh của mình. Đó. Thì đấy là lúc mà chúng ta đặt những câu hỏi mà có thể khai thác được những cái thông tin của đối thủ. Đó. Rồi. Câu hỏi khiến khách hàng và bạn rút ra những cái trải nghiệm trước đó. Ví dụ như là những cái câu hỏi mà giúp cho khách hàng chia sẻ về những trải nghiệm trước đó của họ về thực phẩm chức năng. Đấy, thì cũng tương tự như câu hỏi về đối thủ. Đấy, thì mình có thể hỏi là anh chị đã từng sử dụng cái sản phẩm ABC, ví dụ sản phẩm là thực phẩm chức năng của cái hãng XYZ chưa, hoặc là anh chị đã từng trải nghiệm, từng sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng bao giờ chưa? Đấy, hoặc ví dụ các bạn bán hàng giảm cân cả thì anh chị đã từng sử dụng sản phẩm giảm cân trước đây chưa? Đấy. Thì sau khi họ hỏi, họ trả lời là rồi thì mình sẽ hỏi là cái trải nghiệm của anh chị với cái sản phẩm mà trải nghiệm với cái trước đây là như nào? Ví dụ như là mình có thể làm rõ hơn cái thông tin là anh chị có thể nói rõ hơn về cái chức năng cũng như là cái công dụng cũng như là cái trải nghiệm của anh chị với cái sản phẩm thực phẩm chức năng đó hay không? Đấy.
đôi khi chúng ta cũng không cần phải biết quá rõ về cái nguồn gốc hay là cái thương hiệu của cái sản phẩm đó. Đôi khi khách hàng họ cũng ngại khi mà họ chia sẻ một cái sản phẩm với một cái thương hiệu khác. Đấy, ví dụ như là bản thân Huy cũng thế thôi, mình cũng có một cái trải nghiệm mà không tốt trong quá khứ về một cái loại thuốc hoặc là một cái loại thực phẩm chức năng mà giảm cân. Nhưng mà có một người bán hàng rất là khéo léo, họ hỏi mình những cái câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà họ có hỏi một cái điều đấy là đó là họ hỏi là có cho biết được cái thương hiệu đó không? Thế mình bảo thôi, nên tránh, không không muốn nói cái thương hiệu ra. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình cũng không muốn muốn nói xấu cái thương hiệu đó. Đấy. Thế thì có nhiều khách hàng họ sẽ như vậy. Thì chúng ta, việc của chúng ta đó là gì ạ? Là chúng ta khéo léo, chúng ta có thể đặt câu hỏi nhé. Nhưng mà khi mà khách hàng có không thoải mái để trả lời thì làm sao ạ? Thì chúng ta tránh đi luôn. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo đó là cái lưu ý, đó là câu hỏi có khiến cho bạn gần gũi hơn với khách hàng hay không. Đấy, chúng ta hôm trước chúng ta đã học rồi, trước khi chúng ta muốn bán hàng thì chúng ta phải trở thành là gì ạ? Trở thành người bạn của khách hàng. Cho nên có những câu hỏi, chúng ta tránh những câu hỏi mang tính chất là thách thức, đúng không ạ? Đố anh thế này, đố chị thế này thế kia, đấy kiểu vậy. Đấy. À, ví dụ như là những cái câu hỏi như là anh chị có biết rằng là không phải sản phẩm nào cũng như nhau, đấy, sản phẩm của bên em gấp mấy lần bên khác, tốt gấp mấy lần bên khác, đấy, chẳng nhẽ anh chị lại không biết cái điều này à? Đấy, chẳng nhẽ anh chị lại dốt thế à? Đấy, kiểu kiểu như vậy. Những cái câu hỏi mang tính chất là gây căng thẳng, đấy, làm cho khách hàng không hài lòng, làm cho khách hàng không vui, làm cho khách hàng bị ức chế, làm cho khách hàng bị sợ hãi, hoặc làm cho khách hàng bị đôi khi là bị gọi là bị chê bai, họ cảm thấy là không được tôn trọng, thì họ sẽ làm sao? Họ không thích mình, và khi mà họ không thích mình thì làm sao? Thì họ sẽ không lắng nghe mình nữa. Và khi họ không lắng nghe mình nữa thì sao ạ? Thì họ sẽ tìm cách để họ từ chối. À, và anh chị có việc bận nhé, lúc khác anh chị tìm hiểu sau. Thì đấy là gì ạ? Đấy một lời từ chối khi mà mình đã làm cho họ không hài lòng. Bao nhiêu anh chị đã gặp cái trường hợp khách hàng từ chối khéo kiểu như vậy? Ơ, thôi bây giờ mình có việc bận này. Rồi lúc khác mình nói chuyện. Rồi lúc khác mình tìm hiểu. Nếu mà anh chị đã từng gặp những cái trường hợp như vậy thì comment số 3 được không ạ? Đây là một trong những số trường hợp xảy ra khá thường xuyên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta đặt câu hỏi nó không đúng cách ấy, thì khách hàng họ sẽ không vui. Và khi họ không vui thì họ không muốn tiếp tục câu chuyện với chúng ta nữa. Và họ cũng không muốn gì ạ? Không muốn nói xấu, cũng họ không muốn phải gọi là từ chối một cách quá là thẳng thừng. Bởi vì sao ạ? Bởi khi họ từ chối thì có thể là nó sẽ đi, cái cuộc hội thoại nó sẽ đi vào một cái gọi là tranh cãi. Ví dụ nó bảo là, họ bảo là nếu họ từ chối thật, họ từ chối thẳng ấy, thì họ sẽ rơi vào cái tình trạng là tranh cãi này như này. Nó bảo là sản phẩm bên em không tốt. Thế thì mình bắt đầu, người bán hàng thường sẽ có xu hướng là gì ạ? Bảo vệ cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Hoặc là khách hàng họ sẽ bảo là sản phẩm bên em giá cao ạ, anh có sản phẩm giá thấp hơn, ví dụ thế. Thì bắt đầu mình sẽ hỏi là giá thế nào là cao đấy, hoặc là sản phẩm nào mà lại giá thấp hơn đấy, rồi mình bảo là anh ấy tiền nào của nấy đấy, kiểu kiểu như vậy. Thì mình sẽ cố gắng mình bảo vệ, và khi mình cố gắng bảo vệ thì sẽ rơi vào tình trạng là căng thẳng, và sẽ rơi vào tình trạng là đối chọi với khách hàng, và cái điều này là điều không tốt trong một cái cuộc bán hàng. Được chưa? Rồi. Sau đây là năm cái loại câu hỏi, năm loại câu hỏi
mà chúng ta thường sử dụng để mà hỏi khách hàng. Ok không ạ? 5 loại câu hỏi mà chúng ta thường sử dụng để hỏi khách hàng mà một cách hiệu quả. Thứ nhất, đó là câu hỏi thu thập thông tin. Cái loại câu hỏi thứ nhất để mà chúng ta thường sử dụng để mà hỏi khách hàng đó là câu hỏi thu thập thông tin. Ví dụ như là những cái thông tin cá nhân, những cái thông tin về 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 tính cách cũng như là thông tin về cơ bản nhất của khách hàng. Ở đây chúng ta đang nói về khách hàng, đấy là khách hàng gọi là khách hàng lẻ, đúng không ạ? Đấy. Tức là mình bán hàng trực tiếp cho khách hàng lẻ. Thế còn một đối tượng khách hàng thứ hai nữa, đấy là khách hàng công ty. Đó, thì mỗi một đối tượng khách hàng thì chúng ta sẽ có những cái những cái cách chúng ta thu thập thông tin khác nhau. Tuy nhiên anh chị em lưu ý một cái điều này, một trong lưu ý rất quan trọng này, đó là dù là chúng ta ở làm việc với khách hàng lẻ hay là khách hàng công ty thì chúng ta nhớ một điều đó là gì ạ? Những cái thông tin cơ bản là chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được ở trên internet, trên các mạng xã hội. Ví dụ như là chúng ta đang nói chuyện, đang chat với cả một cái người nào đó trên internet, trên YouTube, trên trên Facebook chẳng hạn. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Là chúng ta hãy chủ động tìm kiếm thông tin của họ trên các mạng xã hội. Gõ số điện thoại, gõ cái họ và tên của họ lên trên Facebook, lên trên TikTok, lên trên YouTube, lên trên Google để tìm kiếm những thông tin cơ bản nhất. Tại sao ạ? Bởi vì nếu như mà chúng ta cứ hỏi những cái thông tin nhiều quá thì họ sẽ không hài lòng đâu. Bởi vì sao ạ? Họ sẽ nghĩ rằng là mình không có nghiêm túc, không chuyên nghiệp. Anh chị em nghĩ sao nếu như mà có một người bán hàng, họ vừa mới nhắn tin cho mình thôi, họ vừa gọi điện cho mình thôi, nhưng họ đã biết về mình rồi. Họ bảo là: "À, có phải anh Huy không ạ? Có phải anh Huy ở Bắc Giang không ạ? Anh Huy sinh năm 82 ở Bắc Giang không ạ? Có phải anh Huy trước đây làm nhà thông minh không? Bây giờ làm đào tạo đúng không ạ? Đấy, có phải là anh hôm trước anh vừa mới đi chơi ở vườn bưởi đúng không ạ?" Ví dụ thế. Thì cái này, thông tin này là ở đâu ạ? Là ở trên trang Facebook của Huy có hết mà. Thế nhưng mà bây giờ mình lại gì ạ? Mình lại chẳng biết gì cả. Mình bảo: "Xin hỏi anh Huy là sinh năm bao nhiêu ạ?" "À, mình Huy sinh năm 82. Thế khi hỏi anh Huy là ở nhà đâu ạ?" "Bảo là anh nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội." "Bảo anh Huy quê ở đâu ạ?" Anh quê ở Bắc Giang." "Bảo anh trước đây làm gì ạ?" "À, trước đây anh làm hệ thống nhà thông minh." "Bây giờ anh làm gì ạ?" "À, bây giờ anh làm nhà đào tạo." "Sao lại hỏi là anh có vợ chưa?" "Anh có vợ rồi." "Anh có mấy con rồi?" "Anh có 2 con." Hỏi kiểu đấy thì như nào ạ? Như kiểu hỏi cung đúng không ạ? Giống hỏi cung thôi chị em. Hỏi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Thì giống hỏi cung không ạ? Đấy. Hỏi như vậy là khách hàng không vui rồi. "Và mày hỏi cung tao đúng không?" Đúng không ạ? Tất cả những thông tin đó trên Facebook cá nhân có hết. Biết luôn, trừ một số trường hợp mà có những người khách hàng ấy là họ rất là ngại khi mà đưa thông tin của họ lên trên trang cá nhân. Và nếu như khách hàng không đưa thông tin cá nhân lên trên Facebook ấy, hoặc là lên các cái nền tảng mạng xã hội ấy, tức là gì ạ? Tức là họ không thích người khác biết về những thông tin cá nhân của họ. Thì việc của chúng ta là gì ạ? Là tránh hỏi những câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân hoặc những thông tin cá nhân mà mang tính chất quá là sâu. Tất nhiên những cái thông tin cá nhân mang tính chất sơ bộ, ví dụ như là số điện thoại, ví dụ như là ngày sinh, nếu như mà chúng ta mong muốn có những cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể chăm sóc họ sâu hơn. Đúng không ạ? Rồi những cái câu hỏi liên quan đến độ tuổi, đến công việc, nếu mà chúng ta muốn chia sẻ họ công việc đấy, thì chúng ta vẫn hỏi đấy, nhưng mà cái câu hỏi mang tính chất là khai thác thông tin này ấy, thì chúng ta hãy hãy hỏi một cách khéo léo, đúng không ạ? Và đừng hỏi liên tục đó. Ví dụ như khi họ nói về quê quán chẳng hạn,
Thì Huy vẫn thường xuyên hỏi những câu hỏi liên quan thông tin, bởi vì có những trường hợp mình gặp khách hàng một cách gọi là trực tiếp, mình không có cơ hội để mà mình nghiên cứu khách hàng ở trên Facebook hay là trên các mạng xã hội đâu. Thì mình vẫn phải hỏi thông tin khách hàng để làm gì ạ? Để tìm những cái điểm chung. Sau đó chúng ta nói về cái điểm chung đó. Ví dụ như là khách hàng bảo họ ở ở ở Thái Bình chẳng hạn. Thế mình bảo, ô Thái Bình, hôm trước tôi vừa về Thái Bình, Thái Bình là quê vợ, ví dụ thế. Hoặc là ở Bắc Giang, ôi Bắc Giang đồng hương đây, thế mà ở chỗ nào Bắc Giang, đấy, ví dụ thế. Thế là bắt đầu lại gì ạ? Bắt đầu có câu chuyện để nói sâu hơn, để nói vui hơn. Và anh chị em vẫn biết rằng cái hôm trước anh chị em chúng ta học rồi, đó là gì ạ? Là để mà bán hàng thành công thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải làm bạn của khách hàng. Đúng không ạ? Chúng ta phải trở thành bạn của khách hàng. Đó. Cho nên là chúng ta hãy tìm những cái điểm chung. Nguyên tắc đó là tìm những cái điểm chung để làm gì ạ? Để chúng ta khai thác sâu hơn. Bắt đầu từ cái điểm chung đó, chúng ta bắt đầu khai thác, chúng ta bắt đầu hỏi thêm thì nó sẽ dễ hơn. Chứ đừng hỏi câu hỏi này, khách hàng trả lời xong bắt đầu quay sang câu hỏi khác luôn. Ví dụ như là quê anh đâu ạ? Quê mình ở Bắc Giang. Anh bao tuổi? Kiểu kiểu như vậy. Quê Bắc Giang thì mình phải có một cái điều gì đó. Và ô Bắc Giang này, thì em có người bạn thân ở Bắc Giang. Đấy, hoặc là ngày xưa em mà đi về Bắc Giang rồi nhưng mà lâu lắm rồi, 10 năm rồi em chưa qua Bắc Giang. Không biết là Bắc Giang bây giờ phát triển như nào anh nhỉ? Đấy. Hoặc là ô đợt trước em nghe nói là Bắc Giang có một cái có một cái giai đoạn mà sốt đất đất lên kinh khủng luôn. Bao nhiêu người coi như là kiếm được tiền từ bất động sản ở Bắc Giang. Ví dụ thế. Đúng không ạ? Thì đấy là một cách để mình nói chuyện một cách khéo léo. Để nó cái câu chuyện nó không đi vào tình trạng nó giống như là bị hỏi cung. Đúng không ạ? Hoặc là mình hỏi là không biết là xin hỏi anh là mình đã được mấy cháu rồi, ví dụ thế. Nó bảo là mình được 2 cháu. Bảo ô thế à? Nhà em cũng được 2 bé. Em thì được một trai một gái. Đấy, thì con em thì đứa lớn được 7 tuổi, đứa bé được 4 tuổi rưỡi. Đấy, ví dụ thế. Thì mình cũng phải chia sẻ một chút cái thông tin của mình. Mình muốn hỏi thông tin cá nhân của khách hàng thì mình phải sẵn sàng chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Ok không ạ? Có rất nhiều người mà không chịu chia sẻ thông tin của mình nhưng mà cứ đi hỏi thông tin khách hàng thì là gì ạ? Thì không khác gì là hỏi cung. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là muốn hỏi thông tin nào của khách hàng thì nhớ là chúng ta sẵn sàng chia sẻ cái thông tin đó của mình. Được không anh chị em? Rồi. Cái câu hỏi số 2 đó là câu hỏi gọi là khai thác cái mà gọi là cái mối quan tâm hay cái mục tiêu của khách hàng. Đấy. Mỗi khi mà khách hàng dành thời gian cho chúng ta hoặc là khách hàng tìm hiểu sản phẩm của chúng ta thì mục tiêu của họ là gì? Ví dụ như là khách hàng mong muốn tìm hiểu về một cái sản phẩm về thực phẩm chức năng hay là bảo hiểm, hay là khách hàng muốn mua ô tô thì mình phải hỏi là xin hỏi là anh muốn mua ô tô để phục vụ công việc hay là cho gia đình đó. Thì mình hỏi thì nó có bốn cái dạng câu hỏi khác nhau, thì chút nữa Huy sẽ nói bốn cái dạng câu hỏi, còn đây là bốn năm cái loại loại câu hỏi. Đấy. Thì cái loại câu hỏi số số 3 này, đấy là câu số 3 đúng không nhỉ? Số 2 đúng không ạ? Số 2 đấy là xác định cái mục tiêu. Đấy, các xác định cái mục tiêu của khách hàng. Xem là khách hàng mong muốn tìm hiểu cái công việc hay cái sản phẩm mà của mình á là vì điều gì? Tại sao khách hàng lại mong muốn điều đó? Được chưa? Đấy. Thì mình có thể hỏi khách hàng hoặc là xin hỏi là cái mong muốn hay cái mục tiêu của anh chị khi mà anh chị muốn tìm hiểu cái sản phẩm hoặc là muốn tiêu dùng cái sản phẩm hoặc là muốn mua cái sản phẩm này là gì? Đó. Thông thường họ tìm đến mình, họ hỏi
thì bao giờ đấy họ có cái mục tiêu. Thì mình sẽ hỏi theo kiểu kiểu dạng là câu hỏi mở đấy, hoặc là câu hỏi lựa chọn, được chưa? Rồi tiếp theo nữa, đó là loại câu hỏi xác định được cái quan điểm cũng như là niềm tin hay là hiểu biết của khách hàng. Lúc nãy là chúng ta hỏi câu hỏi thu thập thông tin nhé, bây giờ là câu hỏi thu thập niềm tin đấy. Ví dụ như là mình sẽ hỏi là anh chị nghĩ gì về cái sản phẩm thực phẩm chức năng của hãng ABC đấy, hoặc anh chị nghĩ gì về cái sản phẩm xe ô tô của hãng Toyota, ví dụ vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái niềm tin, hoặc là anh chị có biết về cái lĩnh vực hay là cái sản phẩm hay là cái tính năng của sản phẩm ABC là không? Đấy, ví dụ như là anh chị có biết cái tính năng của cái sản phẩm thực phẩm chức năng của Amway không? Ví dụ thế. Thì đây là cái câu hỏi thu thập về quan điểm, niềm tin và hiểu biết của khách hàng về cái lĩnh vực hay cái sản phẩm đó. Đấy. Ví dụ như là vì đợt này có một cái sản phẩm về về thấu hiểu khách hàng đấy, về bản đồ cuộc đời sử dụng cái thần số học, thì Huy sẽ hỏi là anh chị có biết gì về thần số học hay không đó. Thì có người họ sẽ bảo là tôi không biết gì cả, có người sẽ bảo là tôi chỉ biết sơ sơ, có người cũng biết là à tôi cũng có tìm hiểu về nó đấy, có người sẽ nói rằng là à tôi cũng có nghiên cứu về nó. À, và có người thì nói rằng là gì ạ? À, tôi cũng có một cái bản thần số học để xem về bản thân mình và nó cũng rất là đúng. Ví dụ thế. Thì đấy là gì ạ? Đấy là câu hỏi xác định được cái hiểu biết cũng như là cái quan điểm của khách hàng. Và khi mà chúng ta hiểu được khách hàng thì chúng ta sẽ chia sẻ với họ những cái thông tin cũng như cái cách chia sẻ nó sẽ đúng hơn. Cái khách hàng mà họ không hề biết gì về, ví dụ sản phẩm của chúng ta là sản phẩm thực phẩm chức năng đi, hoặc là mỹ phẩm đi. Đó, thì họ không biết gì về cái lĩnh vực đấy, cái sản phẩm đấy, thì chúng ta phải nói kiểu khác, đúng không ạ? Còn nếu mà họ đã biết rồi, họ đã dùng rồi, họ đã quen rồi, thì chúng ta lại phải nói kiểu khác, đúng không ạ? Đó. Rồi, tiếp theo nữa, đấy là câu hỏi, loại câu hỏi số 4. Đấy là câu hỏi xác định những mức độ ưu tiên của khách hàng hay là những cái tiêu chí lựa chọn của khách hàng. Ví dụ như là mình muốn chia sẻ với họ một cái sản phẩm về kem trị nám đi, đúng không ạ? Hoặc là sản phẩm về mỹ phẩm đi. Đấy, thì chúng ta sẽ hỏi họ là cái tiêu chí để họ lựa chọn một cái sản phẩm trị nám là gì. Đấy. Ví dụ như là họ sẽ liệt kê ra, đấy là mình hỏi câu hỏi mở để cho họ nói, được chưa ạ? Thì cái mức độ ưu tiên hoặc là những cái tiêu chí để họ lựa chọn một cái sản phẩm là gì, hoặc là mình cũng có thể hỏi cái câu hỏi mà những cái tiêu chí mà nên tránh, ví dụ như theo anh chị thì cái sản phẩm như thế nào thì anh chị không thể chấp nhận được, tức là sản phẩm đấy nó có cái tiêu chí gì mà anh chị không chắc chắn sẽ không mua, nếu mà nó có cái điều này thì anh chị sẽ không mua, ví dụ như là sản phẩm là kem trộn không mua, sản phẩm giá rẻ là không mua, ví dụ thế. Mua là mình phải mua hàng hiệu, hàng chuẩn. Đấy. Ví dụ như là tiêu chí của họ là chỉ thích hàng hàng thương hiệu, hàng có giấy tờ. Rồi có những cái sản phẩm mang chất là gọi là xách tay. Xách tay là không mua, ví dụ thế. Hoặc là họ chỉ mua hàng hiệu hoặc chỉ mua hàng nước ngoài, không mua mỹ phẩm ở Việt Nam, chỉ mua hàng mỹ phẩm nước ngoài, xách tay cũng được nhưng mà phải hàng nước ngoài. Thì đấy là những cái tiêu chí để họ lựa chọn sản phẩm. Nếu như mà họ đang bảo là tôi trước giờ chỉ thích hàng nước ngoài, bây giờ mình lại gì ạ? Giới thiệu họ một sản phẩm hàng Việt Nam thì sao ạ? Họ bảo không. Tức là cứ cái tiêu chí hàng Việt Nam là loại. Có những trường hợp như vậy anh chị. Đúng không? Đấy. Rồi ngoài tiêu chí đấy ra thì anh chị còn tiêu chí nào khác nữa không? Tức là cái câu hỏi này câu hỏi phụ, bởi vì thường ấy họ sẽ đưa ra một đến hai tiêu chí
Nhưng mà nó chưa phải là tất cả, đúng không? Cho nên đôi khi chúng ta phải mớm là ngoài cái tiêu chí đấy ra thì anh chị còn tiêu chí nào mà anh chị sẽ không mua nếu như mà cái sản phẩm nó vi phạm những cái yếu tố đấy. Hoặc là ngoài cái tiêu chí mà anh chị thích về sản phẩm đấy ra thì còn tiêu chí nào khiến anh chị thích về nó nữa không? Đấy. À, ví dụ như là anh chị có thể liệt kê ra những cái tiêu chí mà anh chị sẽ thích khi mà anh chị mua một cái sản phẩm về thực phẩm chức năng để mà chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho người thân, người nhà của mình. Đấy, ví dụ thế. Thì thông thường ấy, những câu hỏi mở như vậy nó sẽ gây khó cho khách hàng. Đấy. Cho nên chúng ta sẽ có một cái loại câu hỏi số 2, số 3 nữa. Đấy, thì đấy là chút nữa mình sẽ chia sẻ thêm sâu hơn. À, cái câu hỏi số 5, loại câu hỏi số 5. Đấy là câu hỏi cung cấp thông tin. Câu hỏi nhưng mà lại cung cấp thông tin, hay là câu hỏi mang giá trị đến cho người khách hàng. Những cái câu hỏi như là thu thập thông tin, thu thập cái niềm tin thì thực tế là khách hàng không có giá trị gì cả, đúng không ạ? Ví dụ hỏi nhà anh ở đâu thì bảo nhà anh ở Cầu Giấy thì khách hàng không có giá trị gì cả. Và khi họ không có giá trị thì sao ạ? Thì họ không thích trả lời, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi mà cung cấp thông tin thì ví dụ như này. Anh chị có đồng ý với em rằng là một cái sản phẩm thực phẩm chức năng tốt thì nó không những là nó an toàn cho người tiêu dùng mà còn giúp cho chúng ta dễ sử dụng, dễ mang theo, dễ hiệu quả cao, đảm bảo an toàn và có nhiều người sử dụng, có đầy đủ giấy phép, và đồng thời là gì ạ? Và đồng thời là còn 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 giá cả hợp lý nữa. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đây là một cái câu hỏi mang tính chất cung cấp thông tin. Mặc dù nó là dạng câu hỏi nhưng mà thực tế nó đang cung cấp thông tin cho khách hàng để khách hàng biết những cái tiêu chí để lựa chọn một cái sản phẩm thực phẩm chức năng sao cho nó gì ạ? Sao cho nó đúng. Tức là gì ạ? Không chỉ ngon, còn bổ, còn rẻ nữa. Và cái điều này ấy, nó cũng là gì ạ? Vừa là thăm dò cái gì ạ? Cái quan điểm của khách hàng, nhưng mà vừa là cung cấp cái thông tin về cái điểm mạnh, cái điểm USP của mình. Ok không ạ? Tức là câu hỏi mang tính chất cung cấp thông tin. Ví dụ như là anh chị có biết sản phẩm của bên em có thể làm được việc này, việc này, việc này không ạ? Anh chị chưa biết đúng không ạ? Ok, thì anh chị cho phép em chia sẻ một đôi chút về cái sản phẩm đó. Đấy, thì có thể là mình xin phép, có thể mình không xin phép, nhưng mà mình chia sẻ luôn về cái sản phẩm, về cái điểm mạnh đó khi mà khách hàng nói rằng họ không biết. À, ô thế, thế không biết. Đó, ví dụ thế. Thì mình bắt đầu mình sẽ chia sẻ. Còn nếu mà họ biết rồi thì sao? Thì mình nói tuyệt vời, chúc mừng anh. Đó, anh là cái người thực sự là rất là am hiểu, rất là hiểu biết. Đấy, và em rất là thích khi mà chia sẻ với những cái người am hiểu giống như anh. Đúng không ạ? Thế thì trong cái quá trình đặt câu hỏi ấy, thì chúng ta nên đưa vào trong cái phần giao tiếp đó những cái lời khen ngợi. Đó. Và có một cái module về học cách để khen ngợi khách hàng. Bao nhiêu anh chị em mong muốn học cái module về cách khen ngợi khách hàng thì comment là số 3 giúp Huy rồi. Comment số 3 nếu anh chị em muốn học về cái module về khen ngợi khách hàng. Đấy. Bởi vì anh chị em biết là cái nguyên tắc là muốn bán hàng tốt thì chúng ta phải làm bạn với khách hàng. Và để làm bạn với khách hàng thì một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng đấy là kỹ năng khen ngợi, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái module tiếp theo, đó là module lắng nghe và module khen ngợi khách hàng. Bao nhiêu anh chị em muốn học cả module lắng nghe nữa thì comment số 4.
Comment số 4 nữa, anh chị em muốn học với Molun về cách lắng nghe sao cho hiệu quả để khách hàng hài lòng, để khách hàng vui. Đấy. Đây là những kỹ năng cực kỳ quan trọng của người bán hàng. Được không ạ? Rồi. Có 3 cái dạng câu hỏi chính. Có 3 cái dạng câu hỏi chính như sau. Thứ nhất, đấy là câu hỏi mở. Câu hỏi mở dùng để làm gì ạ? Câu hỏi mở dùng để khai thác thông tin khá là hiệu quả. Đúng không ạ? Tức là câu hỏi mở, tức là câu hỏi mà không có những cái từ như là yes, no. Những câu hỏi là how, là làm như thế nào, hay là what, là nó là cái gì, thì giúp cho khách hàng sẽ có những cái chia sẻ dài hơn. Còn những câu hỏi mà câu hỏi đóng, tức là câu hỏi yes, no, câu hỏi có và không ấy. Ví dụ như là anh chị có biết về sản phẩm thực phẩm chức năng không, thì có cái câu, có cái đuôi là yes hay no, hay là có câu có từ không ở cuối, thì đấy là câu hỏi đóng. Thế thì câu hỏi đóng thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ dễ hơn cho khách hàng. Khách hàng chỉ trả lời là có và không thôi. Cho nên họ sẽ gì ạ? Họ sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Còn cái câu hỏi mở thì khách hàng phải suy nghĩ nhiều hơn. Cho nên đôi khi họ sẽ trả lời một cách ngập ngừng hơn. Đúng không ạ? Như vậy có nhiều người nói rằng là không nên sử dụng câu hỏi đóng mà nên sử dụng câu hỏi mở. Thì ở đây thì Huy xin thưa với anh chị em là không phải như vậy. Tại sao ạ? Bởi vì câu hỏi mở nó có giá trị của câu hỏi mở. Câu hỏi đóng nó có giá trị của câu hỏi đóng. Cho nên là không có nghĩa là mình không được sử dụng cái câu hỏi đóng mà chỉ sử dụng câu hỏi mở. Mà mỗi một câu hỏi nó có giá trị với cái thời điểm khác nhau. Ví dụ khi mà chúng ta đang muốn khai thác thông tin, nhưng mà thấy khách hàng họ không sẵn sàng mở lòng ra để họ chia sẻ, thì chúng ta có thể sử dụng câu hỏi đóng để giúp cho khách hàng đưa ra những cái thông tin. Ví dụ như là có phải anh chị ở Hà Nội không ạ? Thì họ chỉ cần trả lời ừ đúng rồi, hoặc là không, không phải. Đấy. Thì khi họ bảo là không, anh chị không ở Hà Nội, thì mình mới hỏi câu hỏi mở. Thế anh chị đang ở khu vực nào ạ? Đấy. Đấy. Hoặc là anh chị đang ở đâu ạ? Đấy. Thì khi đó thì khách hàng sẽ trả lời cái thông tin. Đó. Thì đó là cái cách để mà chúng ta hỏi khách hàng. Hoặc là cái câu hỏi đóng sử dụng khi nào anh chị em? Một trong những cái điều kiện rất quan trọng khi chốt sale, khi muốn kết thúc một cái cuộc bán hàng, đó là chúng ta sử dụng câu hỏi đóng. Chúng ta hỏi họ, nhưng mà chúng ta thường là cái câu hỏi hướng họ đến cái câu trả lời là yes. Ví dụ như là anh chị có thấy rằng sản phẩm này rất là hữu ích cho mình không? Đấy, thì câu hỏi này mình chỉ hỏi khi nào ạ? Khi mình đã trình bày đầy đủ cho họ và mình cảm thấy họ rất thích rồi, thì lúc đấy mình mới hỏi câu hỏi là yes, no question để giúp họ trả lời là có. Và để mà chốt sale hay là kết thúc một cái cuộc bán hàng, thì việc của chúng ta đó là sử dụng câu hỏi đóng nhưng mà hướng khách hàng theo cái mong muốn của mình và giúp cho khách hàng trả lời là yes, 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 yes. Đấy. Ví dụ như vậy. Ví dụ như ngay lúc đầu Huy hỏi anh chị em đó, bao nhiêu anh chị em thích trở nên bán hàng tốt hơn? Đấy, thì comment là tôi hoặc là có. Được chưa ạ? Anh chị có muốn trở nên giàu có không ạ? Thì thông thường mọi người đều nói là có. Anh chị có muốn kiếm nhiều tiền hơn không ạ? Đúng không ạ? Đấy là câu hỏi gì ạ? Câu hỏi đóng đấy, câu hỏi mang tính chất là gì ạ? Là điều hướng mọi người theo cái gì ạ? Theo cái mong muốn của mình. Và mọi người cứ gật đầu gật 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 rồi cứ say có yes. Thì lúc sau mình hỏi là gì ạ? Là anh chị có mua hàng không ạ? Thì câu hỏi sẽ câu trả lời sẽ là có. Đúng không ạ? Đó. Thì cái câu hỏi dạng câu hỏi số 3 đó là câu hỏi dạng liệt kê. Ví dụ như là mình muốn hỏi về cái tiêu chí của khách hàng chẳng hạn,
hoặc là mục tiêu của khách hàng ạ. Thì thay vì mình hỏi là mục tiêu của anh chị là gì, thì khách hàng, nhiều khách hàng họ chẳng có mục tiêu gì đâu anh chị ạ. Hoặc là gì ạ, mình đi tán gái nhỉ, mình hỏi là thế tiêu chí của em để lựa chọn một chàng trai, một người yêu là gì? Thế rất nhiều cô gái sẽ bảo là em chẳng có tiêu chí gì cả, em dễ lắm. Mày cao mày à, sao dễ sao không có tiêu chí, nói đùa vậy thôi anh chị ạ. Nhưng mà gì ạ, những cô gái mà không có tiêu chí gì là những cô gái khó tán nhất, có đúng không anh chị? Bởi vì họ chẳng biết họ muốn gì. Khách hàng cũng vậy, khách hàng họ chẳng biết họ muốn gì, đấy là khách hàng khó gì ạ, khó bán hàng nhất, đúng không anh chị em? Anh chị em thấy đúng hay rất đúng không? Khách hàng mà họ không biết họ muốn gì ấy, thì anh chị em bán khó vô cùng luôn. Sản phẩm của anh chị em hay, có tốt, có giỏi đến đâu họ cũng gì ạ, họ cũng không thích, họ không tin. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ chẳng biết họ muốn gì. Thế thì thay vì thế thì chúng ta gì ạ, liệt kê nè. À, nếu như mà sản phẩm nó có những cái yếu tố A, B, C, 1, 2, 3 như này, như này, như này, thì anh chị chọn yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà Huy muốn muốn chia sẻ cho một cái đại lý, Huy muốn tuyển dụng một đại lý, thì Huy muốn hỏi về mục tiêu của họ trong cuộc đời. Thế thì Huy mới hỏi là những cái mục tiêu trong cuộc đời của bạn là gì? Hỏi câu này cũng ok đúng không? Câu hỏi mở đúng không ạ? Để khai thác về mục tiêu đúng không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi dạng liệt kê như sau. Đó là phần lớn mọi người sẽ có một số cái mục tiêu nhỏ và mục tiêu lớn. Và mục tiêu lớn, cái câu hỏi này nó mang tính chất là cung cấp thông tin luôn đấy nhỉ. Một số mục tiêu lớn trong cuộc đời mọi người đưa ra thường là như sau. Đấy. Đó là gì ạ? Họ sẽ quan tâm về tiền bạc, về sức khỏe, về mối quan hệ, về trí tuệ, về cảm xúc và về công danh sự nghiệp. Thế thì theo em, đâu là mục tiêu mà em nghĩ rằng quan trọng nhất trong thời điểm này? Ok không ạ? Tức là gì ạ? Nếu mình hỏi là mục tiêu trong cuộc đời của em là gì? Thế mà em chẳng có mục tiêu gì. Hoặc là mày là ai mà mày hỏi mục tiêu cuộc đời của tao? Tại sao tao phải chia sẻ mục tiêu cuộc đời của tao cho mày? Mà mục tiêu cuộc đời nó là cái gì? Có đúng không ạ? Mục tiêu cuộc đời nó là cái gì? Đấy, thế thì thay vì mình hỏi mục tiêu trong cuộc đời của bạn là gì, thì câu hỏi đấy làm sao ạ? Khó hiểu và khó trả lời. Thì bây giờ mình định hướng luôn. À, một số người sẽ có mục tiêu, hoặc là gì ạ? Rất nhiều hoặc hầu hết mọi người sẽ có những cái mục tiêu trong cuộc đời như sau. Đó là về tiền bạc, về sức khỏe, về mối quan hệ, về trí tuệ, về gì ạ? Về cảm xúc, hay là về gì ạ? Về công danh sự nghiệp. Đấy. Thế thì khi đó mình sẽ hỏi họ lựa chọn trong số các mục tiêu đấy, chọn ra cái mục tiêu để mà gì ạ? Để mà gọi là mục tiêu quan trọng nhất. Và khi họ bảo là giai đoạn này thì em đang mục tiêu của em là kiếm tiền. Ok. Được không ạ? Thế thì sản phẩm, dịch vụ hay là cái hệ thống của mình ấy có khả năng giúp họ kiếm tiền hay không? Nếu mà mình có thể giúp họ kiếm tiền thì làm sao ạ? Thì mình chia sẻ về cơ hội kiếm tiền. Sản phẩm của mình, thực ra sản phẩm của mình mà có thể giúp họ được rất là nhiều thứ, nhưng họ quan tâm đến điều gì thì tập trung vào điều đó. Bởi vì sao ạ? Họ thiếu cái điều gì thì họ quan tâm điều đó. Họ thiếu tiền, họ quan tâm tiền. Họ thiếu sức khỏe, họ quan tâm sức khỏe. Có những cái bác mà 40, 50, 60 tuổi á, đúng không ạ? Thì khi đó họ quan tâm đến sức khỏe. Họ quan tâm sức khỏe. Thì mình đừng nói về tiền, chỉ nói về sức khỏe thôi. À, sản phẩm của cháu sẽ giúp cho bác có sức khỏe tốt như nào. Đấy. Còn nếu họ quan tâm về tiền thì mình nói là sản phẩm của anh có thể giúp cho em kiếm được tiền như nào. Thì lúc đấy mình trình bày về tiền, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Thay vì mình hỏi câu hỏi mở thì mình hỏi câu hỏi dạng liệt kê thì nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Và khi mà khách hàng cảm thấy khó ấy, thì điều gì sẽ xảy ra anh chị em?
Khi mà khách hàng cảm thấy khó trả lời thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì xảy ra? Ví dụ như là hôm trước có ông hỏi, ông bảo là mày có biết để trở thành một người để trở thành một leader thì mày mày cần có tố chất gì không? Anh bảo là có nhiều tố chất lắm, không biết anh muốn hỏi tố chất gì. Nên liệt kê ra một loạt ra tố chất, cho bảo không phải. Thế bảo anh nói mẹ luôn đi, hỏi nhiều. Nói chuyện vui như vậy. Nhiều khi khách hàng nghĩ như vậy, mày nói luôn đi, mày cứ hỏi nhiều. Tức là lúc đó là sao ạ? Khách hàng họ không hài lòng. Mình hỏi không phải để nghe, mà mình hỏi để thách đố. Khách hàng trả lời mình cứ bảo không đúng thì làm sao ạ? Thì khách hàng sẽ bối rối, đúng chưa? Đấy. Khi mà khách hàng bối rối, khi họ khó hiểu, khi họ khó trả lời thì họ sẽ không vui, và họ không vui thì làm sao ạ? Họ không mua hàng. Đơn giản vậy thôi. Làm cho khách hàng hài lòng, làm cho khách hàng vui là mục tiêu tối thượng trong một cuộc bán hàng. Anh chị em ghi xuống điều này. Làm cho khách hàng hài lòng, làm cho khách hàng vui là mục tiêu quan trọng nhất để bán hàng, để bán được hàng. Không phải là cung cấp thông tin đâu. Không phải là nói hay, không phải nói giỏi, không phải nói nhiều, cũng không phải là cho khách hàng biết rằng khách hàng dốt như nào, khách hàng ngu như nào, cho khách hàng biết những sản phẩm của mình làm được cái điều gì. Không phải. Mục tiêu tối thượng trong bất kể một cái công việc bán hàng nào đó là gì ạ? Làm cho khách hàng hài lòng, làm cho khách hàng vui. Đôi khi có những trường hợp này anh chị em ạ, bán hàng nhưng mà không cần phải bán hàng, toàn gì ạ, nói chuyện trời hơi đất hỡi, nhưng mà gì ạ, nhưng mà khách hàng vui. Xong rồi vui xong thì mình bảo là gì ạ, ơ thế chị chuyển khoản đấy, xong rồi em chuyển hàng nha chị. Vui, cảm xúc đi lên thì sao, trí tuệ đi xuống, vui là mua. Thế mục tiêu tối thượng, mục tiêu quan trọng nhất đấy ạ. Làm cho khách hàng vui, không được làm cho khách hàng vui thì vứt. Anh chị em xem xong những cái gọi là ngành nghề mà giải trí, anh chị em thấy là gì ạ, là họ trả tiền rất là cao. Ca sĩ hát một bài họ thu được gì ạ, họ thu được mấy chục triệu, đúng không ạ? Hát hai bài kiếm được mấy chục triệu. Rồi có anh công nhân làm tháng được 6 triệu, vào karaoke một phát là gì ạ? Bo cho em nó hết 1 triệu luôn. Ngồi chưa làm ăn gì bo hết 1 triệu luôn. Chỉ có gọi là rót rượu, rót bia với cả hát cùng thôi. Hết mẹ 1 triệu. Trong khi mình đi làm vất vả, ngày được 200.000. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ làm cho mình vui. Cho nên là gì ạ? Mình sẵn sàng chi tiền mà không có tính toán gì cả. Chi xong bắt đầu về bắt đầu mới thấy ấm ức. Nhưng mà gì ạ? Lúc chi tiền thì không có gì ạ? Không có suy nghĩ gì cả. Có trường hợp này không anh chị em? Có không ạ? À, có đấy. Ok không ạ? Đấy. Cho nên là mục tiêu của mình đó là làm cho khách hàng hài lòng, làm cho khách hàng vui. Được chưa ạ? Thì Huy không đưa ra cho anh chị em những cái câu hỏi mang tính chất cụ thể. Tuy nhiên thì Huy có một cái bộ câu hỏi là 60 cái câu hỏi thường gặp ở trong cái việc bán hàng. Tuy nhiên đấy là theo cái quy trình bán hàng của Huy thôi. Đấy là Huy có một cái ngành, cái ngách về cái sản phẩm về thực phẩm chức năng. Đấy. Mà cho nên là Huy có một cái bộ câu hỏi là 60 câu hỏi Huy thường sử dụng khi gặp khách hàng. Thế thực tế là như này anh chị em ạ. Khi mà
hỏi khách hàng ấy, thì chúng ta phải hỏi cách dạng thiên biến vạn hóa. Cho nên để mà thiên biến vạn hóa được ấy, thì chúng ta phải hiểu gốc rễ, chứ đừng học cái câu hỏi mang tính chất là học vẹt. Học câu hỏi học vẹt ấy, khi mà chúng ta không hiểu khách hàng, chúng ta sẽ hỏi một cách rất là ngô nghê, ngu ngốc. Cho nên là sẽ tránh cái việc học vẹt. Mặc dù có những cái bộ câu hỏi để mà chúng ta học cho nó quen, cho nó trơn miệng, nhưng mà chúng ta nên hiểu về gốc rễ. À, ví dụ như này, chúng ta hiểu về DISC, thì khi mà chúng ta nói chuyện với khách hàng ấy, thì chúng ta có thể phân loại ra khách hàng thuộc nhóm tính cách nào, và với mỗi một nhóm tính cách thì chúng ta nên hỏi theo cách nào, được chưa ạ? Ví dụ như là khách hàng nhóm D thì chúng ta phải hỏi những câu hỏi mang tính chất là dạ, trực tiếp, ngắn gọn, và tránh những câu hỏi liên quan đến cá nhân. Những thông tin cá nhân nó không thích trả lời. Những câu hỏi liên quan đến gia đình họ không thích trả lời. Những câu hỏi liên quan đến công việc, mục tiêu nhóm D rất thích trả lời. Được không ạ? Rồi, những người liên quan nhóm Y thì hãy đặt câu hỏi liên quan đến những cái mối quan hệ. Được chưa ạ? Hãy đặt câu hỏi liên quan đến tầm nhìn, vĩ mô, đấy, liên quan đến sứ mệnh, liên quan đến gì ạ? Liên quan đến những cái thứ gì đó lớn lao, liên quan đến ý tưởng. Được chưa ạ? Đừng hỏi những câu hỏi liên quan đến chi tiết, liên quan đến con số, liên quan đến những cái tỉ mỉ, những cái tiểu tiết. Họ không quan tâm, họ không thích. Được chưa ạ? Với những người nhóm S thì họ lại khác hoàn toàn. Hãy hỏi câu hỏi liên quan đến gia đình, liên quan đến bản thân họ, đấy, liên quan đến những cái niềm tin của họ, đến tâm linh của họ. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là về tôn giáo của họ, về tín ngưỡng của họ. Mình phải hỏi để mình biết, để mình hướng cái câu chuyện của mình theo cái hướng đó, và để mình khen ngợi họ. Được chưa ạ? Mình phải hỏi, mình biết được cái quan điểm của họ thì mình mới khen ngợi được họ. Đó. Những người nhóm S ấy, thì tránh những câu hỏi chốt sale, yes no, hoặc là những câu hỏi mang tính chất là họ phải trả lời một cách dứt khoát, thì đôi khi họ sẽ cảm giác bối rối. Đó. Thế còn những người nhóm C, những người nhóm C là những người nguyên tắc kỷ luật, thì làm sao ạ? Thì hãy đặt những câu hỏi liên quan đến quá trình làm việc, hay là quy trình, hay là liên quan đến nguyên tắc, liên quan những cái gọi là kỷ luật của họ. Đấy. À, những cái nguyên tắc làm việc hoặc là những quan điểm của họ. Hãy khen ngợi những cái quan điểm của họ. Thì những người nhóm C họ thích cái điều này. Hỏi họ về sự sáng tạo, hỏi họ về ý tưởng, đôi khi họ không quan tâm. Hỏi họ về gia đình thì họ không thích. Thằng nhóm C, nhóm D họ không thích hỏi về gia đình. Nhưng thằng nhóm Y, nhóm S thì rất thích nói về gia đình và những mối quan hệ xung quanh. Nhóm S thì thích nói về gia đình, nhóm nhóm Y thì thích về nói về những mối quan hệ của xung quanh. Họ nói rằng là gì ạ? À, tôi quen thằng này, thằng kia. Đấy. Thì những người nhóm Y bao giờ cũng thế, họ cũng phải tìm những cái người quen để họ họ khoe, họ thích khoe mối quan hệ của họ. Người nhóm S thì họ thích khoe về con cái, về chồng, về vợ, về gia đình của họ. Đấy nhỉ? Cho nên là khi mà chúng ta bán hàng ấy, thì chúng ta cũng phải hiểu về tính cách của khách hàng. Bao nhiêu anh chị em đã biết về các nhóm tính cách DISC và chúng ta có thể sử dụng được. Nếu mà đã biết thì comment số 1, sử dụng nhuần nhuyễn thì comment số 2, còn chưa biết thì comment số 0. Đúng không ạ? Để Huy có thể là gì ạ? Sẽ lại có một cái module nữa chia sẻ sâu hơn cho anh chị em về các nhóm tính cách và cách nhận biết. Làm sao chúng ta chỉ cần 3 đến 5 giây thôi. Nếu mà chúng ta nói chuyện trực tiếp với khách hàng, chỉ cần 3 đến 5 giây chúng ta phải biết được họ thuộc nhóm nào. Cái nhóm tính cách nổi trội của họ là gì? Anh chị em nào đã sử dụng một cách thuần gọi là lưu hỏa thần thanh, đấy là gọi là nhuần nhuyễn, để mà có thể đọc vị khách hàng chỉ trong vòng 3 đến 5 giây thôi. Biết họ thuộc nhóm D, nhóm Y, nhóm C, nhóm S. Có ai chưa biết không ạ? À, anh chị em toàn những người rất tuyệt vời biết hết rồi.
Nhưng bao nhiêu anh chị em đã có thể là gì ạ? Chỉ trong vòng 3 đến 5 giây biết được họ thuộc nhóm nào. Và sau đó chúng ta nói chuyện với họ theo cách nào. Đấy. Thì không chỉ là biết mà chúng ta còn phải rèn luyện. Và chúng ta phải biết cách rèn luyện sao cho nó đúng. Đấy, thì Huy rèn cho mình đến mức mà khi mà gặp một người ấy, họ chỉ cần hở ra một câu biết họ nhóm gì luôn. Nói một câu phát biết nhóm gì luôn. Thậm chí là không cần phải nói, nhìn cái cách họ đi biết họ nhóm gì luôn. Nhìn cái cách họ, nhìn cái ánh mắt họ nhìn biết họ nhóm gì luôn. Nhìn cách ăn mặc của họ biết họ nhóm gì luôn. Anh chị em có muốn học tất cả cái điều đó không ạ? Muốn học tất cả cái điều đó thì comment là tôi được không ạ? Tôi muốn, comment là tôi muốn. Lại có một cái module nữa dành cho anh chị em để mà gì ạ? Học cách thấu hiểu khách hàng, học cách gì ạ? Nhận diện tính cách khách hàng. Ok, rồi, cảm ơn anh chị em. Đó. Thì câu hỏi nó phải phù hợp với cả tính cách khách hàng. Rồi câu hỏi nó phải phù hợp với cả cái hoàn cảnh cũng như là cái mối quan hệ của mình với họ, đúng không ạ? Câu hỏi nó cũng phải phù hợp với giai đoạn đầu khai thác thông tin hay giai đoạn là cung cấp thông tin hay là giai đoạn là gì ạ? Chốt sale, đúng không ạ? Đấy, thì câu hỏi nó phải gì ạ? Nó lại phù hợp vào cái gọi là ngoài cái giai đoạn và tính cách khách hàng và cũng như là cái mối quan hệ của mình với khách hàng thì nó phải phù hợp đến cái niềm tin hay là cái hiểu biết của khách hàng. Khách hàng mà hiểu biết level 1 thì mình hỏi kiểu khác, khách hàng hiểu sâu thì lại hỏi kiểu khác, đúng không ạ? Và mục tiêu của việc đặt câu hỏi đó là gì ạ? Đó là thứ nhất để hiểu hơn về khách hàng, thứ hai đấy là khai thác thông tin để hiểu hơn khách hàng là đúng rồi. Nhưng mà câu hỏi giúp cho khách hàng gì ạ? Khách hàng vui. Nhớ, đặt câu hỏi mà khách hàng phải vui. Đặt câu hỏi mà khách hàng cáu, mà khách hàng không vui thì đấy là gì ạ? Thì đấy là câu hỏi sai. Đó. Cho nên là không quan trọng là câu hỏi đóng hay câu hỏi mở hay là câu hỏi liệt kê. Câu hỏi nào cũng được, nó sẽ tùy vào giai đoạn khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất, mục tiêu tối thượng đấy là làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng hay ít nhất chí ít cũng đừng làm khách hàng tỏ ra khó chịu, đừng làm khách hàng cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta gì ạ, đặt câu hỏi. Đó. Chúng ta có thể đặt câu hỏi để khai thác thông tin hoặc để đặt câu hỏi để mà gì ạ, để mà dẫn dắt khách hàng. Đấy. Có những câu hỏi là chúng ta sẽ gì ạ, sẽ xác nhận thông tin. Có những câu hỏi mang tính chất là xác nhận thông tin, cái dạng câu hỏi số 4 ấy. Đấy, đó là xác nhận thông tin. Đó là gì ạ? Khi mà họ nói rằng là tôi thích cái sản phẩm nó xuất xứ ở nước ngoài. Thế thì có thể là khách hàng họ nói rất là nhiều. Thì mình chốt lại à, có phải là anh chị thích những cái sản phẩm mà có xuất xứ ở nước ngoài, đặc biệt là những cái quốc gia uy tín giống như là Mỹ, Đức, Nhật Bản, có phải không ạ? Thì đây là câu hỏi mang tính chất xác nhận lại thông tin mà khách hàng cung cấp cho mình, vừa là cái câu hỏi để mà gì ạ, để mà chốt sale luôn đấy, đúng không ạ? Thì đấy là những câu hỏi mang tính chất là xác nhận thông tin. Những cái câu hỏi xác nhận thông tin thường thì mình sẽ đưa vào cái dạng giai đoạn cuối, tức là giai đoạn chuẩn bị chốt sale, chuẩn bị kết thúc cái cuộc bán hàng đó. Thì trong cái cuộc bán hàng có thể là nói chuyện rất là lan man, nhưng cuối cùng mình chốt lại, có phải là mục tiêu của anh chị mong muốn là kiếm tiền và mong muốn kiếm từng này tiền trong khoảng thời gian từng này, có phải không ạ? Và nếu như em có một cái giải pháp, nếu như sản phẩm dịch vụ của em có thể đáp ứng được 90% cái nhu cầu của anh chị hay cái mong muốn của anh chị, thì anh chị có chốt là gì ạ? À, anh chị có gì ạ? Xác định là tham gia không ạ? Đúng không ạ? Hoặc là có mua hàng. Nếu như mà sản phẩm của em có thể đáp ứng được hầu hết 90% những cái nhu cầu của anh chị thì anh chị có gì ạ? Có muốn trải nghiệm sản phẩm không ạ? Đúng không ạ?
Thì khi đó là khi mà gì ạ, là cái câu hỏi chốt sale là câu hỏi phải xác nhận lại thông tin. Được chưa anh chị em? Ok nhá. Đấy, thì như vậy là Huy đã đưa ra một số cái tiêu chí, một số cái gợi ý cho anh chị em khi mà đặt câu hỏi. Và Huy tin rằng nếu mà anh chị em chúng ta rèn luyện nó hàng ngày thì nó sẽ trở thành một kỹ năng vô cùng quan trọng. Kỹ năng đặt câu hỏi là kỹ năng vô cùng quan trọng của người bán hàng. Đúng không ạ? Và cái hành động của chúng ta đó là trong 100 lần bán hàng tiếp theo thì chúng ta hãy để ý đến cái việc đặt câu hỏi của mình. Được chưa ạ? Tức là mình chưa cần phải điều chỉnh gì đâu. Việc của mình đó là gì ạ? Hãy lưu ý, hãy để ý về cái việc đặt câu hỏi của mình. À, mình đặt câu hỏi của mình như vậy có đúng chưa? Đặt câu hỏi của mình như vậy đã tốt chưa? À, giống như là cái bài học lần trước ấy, là mình sẽ tự vấn. Mỗi lần mình bán hàng xong, mình sẽ tự vấn lại là à, ngày hôm nay mình đặt câu hỏi như vậy đã đúng chưa? Đã hay chưa? Đã tốt chưa? Mình có thể đặt câu hỏi nào khác tốt hơn nếu mình quay trở lại mình nói chuyện với khách hàng này không? Hoặc nếu mình nói chuyện với khách hàng khác thì mình sẽ nên đặt câu hỏi như nào? Được chưa ạ? 100 lần bán hàng tiếp theo anh chị em làm việc này giúp Huy thì anh chị em sẽ trở thành bậc thầy bán hàng. Và Huy xin phép dừng cái phần chia sẻ của mình ở đây. Xin chúc anh chị em chúng ta sẽ trở thành bậc thầy bán hàng, sẽ bán được nhiều hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và cuộc sống của mình càng ngày càng đi lên, càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.